Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kbiz 24h. Và hôm nay các sao Hàn và thông tin gì đang hot? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. K-pop ngày nay đã nâng tầm ảnh hưởng của mình ra toàn cầu và ngày càng có nhiều idol quốc tế hoạt động tại Hàn Quốc. Dưới đây là những gương mặt nổi bật của biệt đội Thái Lan hiện đang hoạt động sôi nổi tại làng giải trí Hàn Quốc. Lisa Blackpink, nổi tiếng nhất trong dàn idol Thái Lan đang chinh chiến tại Kbiz chắc chắn chính là Lisa Blackpink. Cô út nhà Hắc Hương sinh năm 1997, được biết đến với khả năng rap đỉnh cao, vũ đạo siêu hạng, cùng với nhan sắc được ví là búp bê sống, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm vừa rồi. Lisa sinh ra ở Buriram, Thái Lan và là người duy nhất vượt qua vòng tuyển chọn của YG Entertainment tại Thái Lan vào năm 2010. Năm 14 tuổi, Lisa một thân một mình đến Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ làm thần tượng. Trải qua hơn 5 năm đào tạo, Lisa được ra mắt cùng với Blackpink vào năm 2016. Lisa thông thạo tiếng Thái, tiếng Hàn, tiếng Anh và biết cơ bản tiếng Nhật. Cùng với Blackpink, Lisa gặt hái được rất nhiều thành công, thành idol toàn cầu, phá hàng loạt kỷ lục thế giới. Sở hữu sắc vóc hơn người cùng với khả năng trình diễn đỉnh cao, Lisa là em gái quốc tế với cái tên nổi tiếng toàn cầu trong cả lĩnh vực âm nhạc, truyền hình và thời trang. Bam Bam của GOT7. Bam Bam cũng là một trong những nghệ sĩ Thái Lan nổi tiếng tại Kbiz, cùng là người Thái Lan, cùng sinh năm 1997 và từng tham gia nhóm nhảy. Bam Bam là người bạn thân của Lisa Blackpink. Giống như cô bạn thân của mình, Bam Bam cũng một thân một mình đến Hàn Quốc để thực hiện ước mơ từ khi còn rất nhỏ. Bam Bam thành thực tập sinh của JYP Entertainment vào năm 2010 và được ra mắt cùng với GOT7 sau 4 năm tập luyện. Trong GOT7, anh chàng đảm nhận vị trí rap dẫn và nhảy dẫn. Một điều thú vị là Bam Bam từng được chỉ định ra mắt cùng với Stray Kids, nhưng sau đó được đẩy lên debut sớm cùng với GOT7. 10 của NCT, Super M, Wavy. Thần tượng đa năng 10 của SM Entertainment là một trong những cái tên Thái Lan hot nhất hiện nay. Nam idol có tên thật là Chipafong Lee Chai Yaponkun, sinh năm 1996 trong một gia đình người Thái gốc Hoa. 10 có mặt trong tận hai nhóm nhỏ của NCT và còn là thành viên của biệt đội siêu anh hùng Super M của SM Entertainment. Không chỉ giỏi vũ đạo, thanh nhạc và biểu diễn, 10 còn rất giỏi ngoại ngữ khi nói được cả tiếng Thái, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Anh. Người đã đưa anh thành thần tượng chính là bà của anh, người giới thiệu cho nam idol những nghệ sĩ như Super Junior và Shinee. 10 thành thực tập sinh của SM Entertainment vào năm 2013 sau khi vượt qua vòng tuyển chọn toàn cầu. 10 tiết lộ hình mẫu lý tưởng anh luôn hướng đến chính là Đông Hê của Super Junior và Taemin của Shinee. Về vẻ bề ngoài, ngày đầu mới ra mắt, 10 đã gây sốt vì gương mặt quá hoàn hảo, đẹp như hoa, khiến K-net khó tính nhất cũng phải mê mẩn. Mini của G-Idol. Mini sinh năm 1997 tại Bangkok, Thái Lan, hiện là giọng ca chính của nhóm nhạc đa quốc tịch G-Idol. Mini trở thành thực tập sinh của QB Entertainment vào năm 2015 và được ra mắt sau 3 năm tập luyện. Bằng giọng hát vững vàng, nhan sắc đẹp ma mị và độc đáo, Mini dễ dàng thành cái tên hot của showbiz Hàn. Bên cạnh khả năng trình diễn, Mini cũng nổi tiếng là idol ra thế khủng. Nữ idol là con gái của chủ tịch tập đoàn quốc tế lớn, có hơn 125 chi nhánh ở các quốc gia. Chú của Mini là nghệ sĩ Dương Cầm, nhà soạn nhạc nổi tiếng Thái Lan, có vợ dòng dõi hoàng gia. Có sẵn gia thế khủng, Mini rất được bố mẹ ủng hộ theo đuổi ước mơ thành thần tượng K-pop. Sean của CLC. QB Entertainment là công ty có số lượng idol đa quốc tịch nhiều nhất Kbiz, khi mà trước Mini cũng từng có Sean, người Thái Lan, ra mắt cùng với CLC vào năm 2015. Sean sinh năm 1996 tại Bangkok, Thái Lan. Không chỉ có vẻ ngoài xinh xắn như búp bê, cô nàng còn là thánh ngoại ngữ khi có thể nói trôi chảy tiếng Thái, tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung. Nữ idol có thể chơi sáo và guitar. Sean cũng rất thân thiết với hội idol người Thái và đặc biệt rất thân với Lisa Blackpink. Hai nữ idol thường xuyên đi ăn, đi chơi cùng nhau cũng như luôn ủng hộ mọi hoạt động của đối phương. Nick Khun của 2PM. Và cuối cùng không thể không nhắc đến Nick Khun, đội trưởng biệt đội idol Thái Lan đang chinh chiến tại Kbiz. Nick Khun sinh năm 1988 và là idol người Thái đầu tiên hoạt động tại Hàn Quốc. Anh ra mắt cùng với 2PM vào năm 2008. Trong suốt những năm 2010, vẻ đẹp hào hoa của Nick Khun rất được yêu thích. Anh được gọi bằng biệt danh Hoàng tử Thái Lan. Mang quốc tịch Thái Lan, nhưng thực chất Nick Khun là công dân toàn cầu khi sinh ra ở California, Mỹ, từng sống qua ở Thái Lan và New Zealand trước khi đến Hàn để theo đuổi ước mơ.
Nick Kun là thần tượng đa tài khi mà tham gia cả ca hát, diễn xuất cũng như nói được 6 thứ tiếng, bao gồm Thái, Hàn, Anh, Trung, Nhật và Pháp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những thông tin nóng hổi của các sao Hàn đến từ KBIT 24 giờ các bạn nhé.